ngày 16 tháng 11, bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, quản lý hợp phần thủy sản và khu bảo tồn biển trực thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam, WWF Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ dự án giảm rác thải nhựa đại dương, Tổ chức WWF Việt Nam phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc đã lắp đặt hệ thống 6 camera giám sát hành vi vứt rác thải sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn phường Dương Đông. Ngoài ra, địa phương còn làm 2 sân nổi trên sông Dương Đông để người dân thuận tiện bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Sau đó, nhân viên sẽ thu gom rác thải trên, mang về điểm tập kết, xử lý, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Sáng 16 tháng 11, ghi nhận tại chợ Dương Đông, cầu Nguyễn Trung Trực và dọc tuyến đường Trần Phú, đoạn gần cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, các thùng rác đã được bố trí ngay ngắn để người dân bỏ rác đúng nơi đúng chỗ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, địa phương phát sinh khoảng 180 tấn rác thải sinh hoạt mới mỗi ngày. Rác thải được nhân viên thu gom mang về tập kết ở bãi rác tạm Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương. Để xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã ban hành quy định xử phạt hành chính với mức phạt từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng một lần. Hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 1 tỷ đồng.